xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là tụi em đến đây khám phá một cái quán mới. Thì ở đây là bạn bè em nó đi ăn nhiều lắm, nhưng mà do dạo trước là có công việc không có đi ăn được. Bây giờ là đến ăn để mà chia sẻ cho bà con cô chú của mình. Đây là cái quán mì gọt. Thì địa chỉ ở đây là 618-4 Lữ Gia, phường 15, quận 11. Thì sao gọi là mì gọt ta? Thì chắc là nó gọt gọt chứ gọi là mì gọt nè. Thì giờ em mời cô chú anh chị là bây giờ mình đi vô trong để mà mình xem là vì sao là ở đây có cái tên quán là mì gọt nhé. Ở đây thì là cái khu vực này là cái khu đường Lữ Gia và cái khu chung cư Lữ Gia, quận 11. Cho nên là với lại cái đường hẻm này thì không ngờ là buổi chiều nó mát vậy luôn ha. Cái tòa bên, nhà phía sau này. Kế bên đó là có cái quán này bán các cái món mì chung bánh bèo. Các cái món bánh bèo răm bắp, mì quảng. Ta bây giờ là mời cô chú anh chị vào trong xem nha. Mì gọt
mà khi mà cô chú anh chị xem là rồi bay vô. Cái này thì mình nhìn lúc nào khi mà mình nhìn sơ qua thì mình tưởng nó là cái cọng bánh phở ha, tại vì giống giống như là bánh phở gì đó, nhưng mà thực ra là nó là cọng mì đi ạ. Tại vì cái cọng mì của mình là nó cái màu nó đục rồi chứ nó không có trong. Với lại cái này là chắc chắn là từ bột mì, tại vì em thấy là cái bao bột mì ở phía sau lưng. Người dính tới ăn nó không có bị bở, giòn à, vừa phải à, nó giòn. Mì này chú ý mà không có phải là giòn như mấy loại mì kia. Cô hay chị nói nhiều với cô cho một chén ớt nè. Ăn rất là ngon, rất là lạ. Tại vì thường cái cọng mì của mình bình thường á, nhỏ xíu à. Tại vì mình làm ra thành mì á thì nó kéo sợi nhỏ, cái cọng nó nhỏ. Rồi khi mà mình ăn á thì nó đều, nó chín đều, còn cái này á là nó rất là lạ. Nhưng mà cái vị thì rất là ngon. Kìa, sao là cô đang cân bột kìa. Cô đang nắng bột. Bây giờ mình chấm thử với lại hả? Chấm thử thịt bò. Ăn thông thử đi coi nó mềm không. Trời ơi. Bò tói rất là ngon. Rất là tươi và mềm. Ở đây nãy giờ tụi em chuẩn bị cái chén tiêu chấm với tương ớt rồi nè, mà chưa có ăn á, tại vì cái vị nó vừa phải rồi. Ngon. Thử đâu nè, coi sao nè. Bây giờ là tới lượt bé Beo. Sắp cái này nè, giống hành bô rô quá ha. Cái gì? Hành bô rô. Hành bô rô hả? Bô rô. Bô rô hả? Hành tây á. À hả? Không biết hả? Không biết. Cái cọng nó ngắn ngắn ha. À, tại vì mình gọt mà mình đâu có gọt không dài được đâu. Còn chắc được. Trứng quen là trứng ngọc đào nè. Đó. Cải quen mà cải bi bi nè. Ăn thử chút cái nước. Đúng chất luôn. Cái này em nghĩ là theo Hàn Quốc á. Định vị á. Cái nước á nó rất là thơm, nhưng mà nó vừa ăn vậy đó. Nó hơi nhạt nhạt một tí, nhưng mà ăn ăn mặn á thì có thể để thêm nước chung vô, nhưng mà với em thì nó vừa rồi, nó nhiều mỡ tỏi á thơm. Cái này giống như là một cái sự kết hợp vậy chứ không có phải là giữa vị giữa hàng lần lần. Vì nói là thấy cái tô là ở Việt Nam mình là không ăn cái tô nè. Em phải cộng mì nha. Đúng không? Biết mì căng không? Chị biết mì căng không? Biết mì căng. Ừ. Nói chung là nó dai dai giống vậy á. Mì căng ăn đồ chay á, cô chú anh chị. Nó dai dai giống vậy á. Nó cũng thơm, rất là thơm. Cái bột mì rất là thơm. Lạ thì đúng á. Nhưng mà cả cọng mì nó rất là chất lượng ha. Nó dày. Nói chung là cái này á mình không có khuôn để mình đổ ra hay là mình cắt theo máy, mà là mình gọt tùy tay mình, tùy cái tay mà anh chủ mà anh gọt thì có sợi ngắn, sợi dài, sợi mỏng như sợi dày. Thấy rất là lạ. Giờ chấm thử đây. Thank you.
vị à? Ừ. Tại vì trong đây mình có một tí sa tế đó, nó làm tăng cái vị của mình lên. Ăn thử con mực coi, ăn thử con mực coi, thấy mực nó tươi quá kìa. Mực này rất là tươi luôn á cô chú anh chị. Mực tươi, không có bị bở. Rất là dai, không bị bở. Ăn thử trứng muối, ăn thử trứng một vịt đó. Trứng luộc chứ mà trứng muối, em nói lộn mà, em xin lỗi. Lần trước á, khi mà tụi em ăn cái bánh tiêu thì á, trong cái trứng của cô chú á, em cũng có nói là khi mà mình luộc trứng á, nếu như ở ngoài nó có màu xanh á, tí lòng đỏ ở ngoài gì á, nó có màu xanh á, thì cái trứng á, nó đã mất chất lượng rồi. Còn này là đồng đào. Cái đó là màu xanh đen á, là giống như là nó bị mình, thâm. Mình luộc quá quá giờ á. Mình gọi là bị thâm đen á. Sơ qua thôi mà. Đây cô chú anh chị có thể thấy là cái khu vực ở bên đây á, thì mình đây là một cái quán mình nhỏ thôi chứ mình không có quá lớn. Mà khu vực cái quán á, thì rất là sạch sẽ. Và ở đây cái máy đánh bột này á, là đang quay đó à. Thì đó là cái máy đánh bột. Và khi mà đánh xong á, thì là anh chủ của mình đó là sẽ nhào bột tại chỗ như là lúc nãy beo nó có quay á. Rồi xong rồi thì anh sẽ cắt luôn, cắt gọt luôn. À, nói chung là tất cả là mình làm tại chỗ hết. Đây, Bèo ăn quá sẽ ăn gì Bèo? Nó giá cho cô chú anh chị biết như thế nào luôn đi Bèo. Chị biết giá không? Nãy coi menu quên rồi. Menu ai nãy rồi? Giá này là 30.000 một tô. Một tô giống vậy. Rất là chất lượng ha. 30.000 một tô. Đây, giá này á, hiện tại ở Sài Gòn ấy thì nó cũng thuộc gọi là bình dân chứ nó không quá sang trọng, nhưng mà một tô như này có rau, có trứng, hải sản, mực, tôm, rất là tươi, và có cả tinh bột nữa. Nó rất là đầy đủ ha. Một cái tô này của mình như vậy mình ăn là đã đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, từ chất xơ nè, tinh bột nè, protein nè, nói chung là vitamin, khoáng chất và nước luôn, là rất là đầy đủ bổ sung cho cơ thể mình rồi đó. Thôi giờ mình ăn đi ha. Thôi bây giờ tụi em ăn đây cô chú anh chị, chứ để không thôi là cái tô của em nó sẽ nguội hết. Thật ra là cái quán này á, chỉ là cái quán mới mở một thời gian gần đây thôi, chứ không phải là cái quán mà mở đã lâu, cho nên là nhiều cô chú anh chị mình á đôi khi có thể chưa có biết. Nhưng mà tụi em được cái thế là bạn bè tụi em rất là sành ăn. Với lại em á thì cũng tụi em rất là thích đi ăn, cho nên là bạn bè nó biết là tụi em có làm video chia sẻ cho cô chú anh chị á, cho nên mỗi lần mà nó ăn thấy quán nào ngon cái nó cứ ý giới tới. Tại vì đặc biệt ở một đám mà học ở trong cùng trường đại học, cùng ngành là công nghệ thực phẩm, cho nên là khi mà cách tụi em chọn một quán á thì cũng khó khăn hơn, là nói chung là nó hơi khắt khe hơn những người khác một tí. Thôi bây giờ tụi em ăn đây. À mà nếu như mà cô chú anh chị mình mà có về Sài Gòn mà muốn thử cái quán này á thì có thể là liên hệ với tụi em, tụi em sẽ để địa chỉ phía bên dưới. Thì nói thật là nhiều khi tụi em quên để địa chỉ các cái quán ăn, nhưng mà cô chú anh chị cũng đừng lo, là tụi em có suy nghĩ tới cái việc là tụi em sẽ tổng hợp lại tất cả những cái món ăn mà trên cái kênh YouTube của tụi em, để mà tụi em sẽ làm thành một cái quyển ebook, có thể là làm bằng hình hoặc là những cái chữ gì đó, để cho cô chú anh chị khi mà về Sài Gòn á thì mình, giả sử nếu mà có liên hệ với tụi em đi ăn á thì ok tụi em sẽ dẫn đi ăn. Còn nếu như mà chưa liên hệ được với tụi em á, hoặc là muốn tự đi ăn, tự khám phá á, thì có thể là nhờ vào những cái quán ăn mà tụi em đã ghi như thế, thì cô chú anh chị có thể là dễ dàng tìm đến những cái nơi đó. Rồi thôi, em xin phép dừng cái video của tụi em ở đây nhé. À cô chú anh chị đang nói từ đợi tí. Cô chú anh chị nếu như mà thấy thích cái video của tụi em thì có thể là like và có thể là
comment ở phía dưới video cho tụi em biết nhé. Và đồng thời là hãy đăng ký cái kênh YouTube của em. Và nếu mà được thì cô chú anh chị có thể là chia sẻ cho nhiều bà con khác cùng biết về cái kênh YouTube của tụi em, để mà khi mà bà con mà nhớ về quê hương á, muốn nhìn lại cảnh quê hương á, thì cũng có những cái hình ảnh để mà có thể nhớ được. Và rồi thôi tụi em nghĩ về tụi em ăn thôi nhé. Lúc nãy ăn cắp miếng thịt bò trả cho miếng mực quê nhé. Bye bye. Nói chung là nó ngon mà nó cay quá.